Tóm tắt thị trường chứng khoán Hàn Quốc ngày 2 tháng 7 năm 2024. Kospi giảm 0,84% và Kodak đóng cửa với mức giảm 2,04%. Hãy cùng điểm qua các tin tức chính về thị trường chứng khoán Hàn Quốc hôm nay. Theo sàn giao dịch Hàn Quốc vào ngày 2, giá cổ phiếu SOOP đã tăng 19,86% trong tháng qua, 31 tháng 5 đến 1 tháng 7. Đây là thành tích đáng chú ý khi chỉ số đắt tăng 1,82% trong cùng kỳ. Ngày hôm trước, nó đã tăng vọt lên 142.000 won trong ngày phá vỡ mức cao nhất trong 52 tuần. So với đầu năm, giá cổ phiếu tăng 61,7%, vốn hóa thị trường vốn dao động quanh mức 900 tỷ won cũng tăng lên 1,5748 nghìn tỷ won. Xu hướng mua của các nhà đầu tư tổ chức là đáng chú ý. Tính đến ngày hôm trước, các tổ chức đã mua dòng SOOP trong 4 ngày giao dịch liên tiếp. Tính đến tháng trước, các tổ chức đã mua dòng 22 tỷ won SOOP. Người nước ngoài cũng mua trị giá 1,2 tỷ won. Tính đến 9 giờ 5 phút sáng ngày 2, giá của LG Energy Solution trên thị trường Cospi là 352.000 won tăng 5.000 won, 1,44% so với ngày hôm trước. LV Energy Solution sáng nay thông báo rằng họ đã ký hợp đồng với Ampere, bộ phận xe điện của hãng sản xuất ô tô châu Âu Renault, để cung cấp pin LFP dạng túi cho xe điện tại trụ sở chính của Renault ở Paris, Pháp. Thời gian cung cấp tổng cộng là 5 năm, từ cuối năm 2025 đến năm 2030. Genewon Life Science thông báo vào ngày 2 rằng họ đã ký hợp đồng cung cấp thuốc DNA Plasmid trị giá 1,8 triệu đô la Mỹ với một công ty sản xuất và phát triển hợp đồng, CDMO đặt tại Hoa Kỳ, tên của bên ký kết không được tiết lộ theo quy định của hợp đồng quy định rằng tên đó phải được giữ bí mật. Quy đổi số tiền hợp đồng sang won Hàn Quốc là khoảng 2,5 tỷ won. Công ty chuyên về thiết bị thu phát quang lần thứ ba trên thế giới đã thành công trong việc phát triển công nghệ của riêng mình để phát triển thiết bị thu phát quang có thể điều chỉnh. Đây sẽ là cốt lõi của việc mở rộng mạng trong kỷ nguyên AI. Theo OE Solutions vào ngày 2, họ đã hoàn tất việc phê duyệt sản phẩm bộ thu phát quang có thể điều chỉnh bước sóng mới cho một công ty thiết bị mạng lớn của Hoa Kỳ và đang thảo luận về khối lượng cung cấp bộ thu phát quang là thành phần đáp ứng hiệu quả nhu cầu truyền tải dữ liệu dung lượng lớn với sự ra đời của kỷ nguyên AI. Được phân loại là cổ phiếu liên quan đến cần sa y tế, sức mạnh của Ameris dường như được thúc đẩy bởi những kỳ vọng về hiệu quả hoạt động được cải thiện khi công ty tiếp tục tăng trưởng thông qua hoạt động kinh doanh bán lẻ quần áo và cần sa. Dòng mua ngược sau đợt sụt giảm ngắn hạn dường như cũng có tác động tích cực đến giá cổ phiếu. Tin tức đáng chú ý trong phiên giao dịch tiếp theo, ngày 3 tháng 7 năm 2024. Thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa sớm nhân ngày độc lập theo dõi Bắc VN để cập nhật tin tức tài chính Hàn Quốc.